Bao tiền một mớ cầu lông? Phải tốn bao nhiêu tiền để theo đuổi đam mê cầu lông? Ở video trước thì thực đơn của chúng ta đã có món chính không thể thiếu được là vợt và giày rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến những món phụ. Có giày rồi chẳng nhẽ lại thiếu quần áo. Bộ quần áo cầu lông như mình đã nói ở những video trước sẽ có rất nhiều chức năng, điển hình như là thấm hút mồ hôi, thoáng khí, đem lại cảm giác thoải mái, mát mẻ, dễ dàng cho người vận động. Mức giá sẽ dao động khoảng từ 4 đến 500k cho một bộ quần áo chính hãng. Anh em nào đam mê thì tôi thề mua ít nhất là 3 bộ. Mình cứ phải đẹp đã, cuối tháng ăn mì tôm cũng được đúng không mọi người? Mình cứ phải đẹp đã, cuối tháng ăn mì tôm cũng được đúng không mọi người? Còn có các phụ kiện đi kèm như là tất, băng tay, băng trán, bó gối. Tổng cộng lại thì mình nghĩ sẽ rơi vào tầm khoảng 500k. Những item này mọi người cảm thấy cần thiết thì mua, không thì mua. Nhiều đồ như vậy rồi thì mọi người nên cần một chiếc túi sách hoặc là ba lô để đựng. Giá dao động khoảng từ 1 triệu, nhiều tiền lắm rồi đấy. Liệt kê ra mình toát hết cả mồ hôi đây này. Nhưng mà chưa dừng lại ở đấy đâu nhá. Còn tiền cầu, tiền sân, tiền nước, tiền xe, cộ, tiền gửi xe. Những cái phụ phí đấy thì mình nghĩ là một buổi sẽ rơi vào khoảng 100k trung bình nếu mọi người đánh nhiều. Và đây là cái giá phải trả khi chúng ta theo đuổi đam mê cầu lông. Mọi người đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho cầu lông rồi? Để lại comment cho mình biết nhé.